Son Ye-jin sinh con trai. Diễn viên Hàn Quốc Son Ye-jin, vợ tài tử Hyun Bin, sinh con trai đầu lòng ngày 27 tháng 11. Theo SBS, Busy Team Entertainment, công ty quản lý của Son Ye-jin, cho biết hai mẹ con đều khỏe mạnh. Cô sinh sớm hơn so với dự kiến vào tháng 12. Cô hiện nghỉ ngơi tại một trung tâm chăm sóc sau sinh ở Ilsamjong, Seoul. Trên các diễn đàn châu Á, khán giả chúc mừng vợ chồng diễn viên. Nhiều người dự đoán con trai Son Ye-jin là mỹ nam trong tương lai khi thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ. Hồi tháng 6, trên trang cá nhân diễn viên báo tin vui với khán giả: "Chúng tôi sắp đón một sinh mệnh mới. Chúng tôi sẽ nâng niu em bé yêu dấu của mình. Mong chúng ta cùng bảo vệ điều quý báu trong cuộc sống, mạnh khỏe mỗi ngày." Diễn viên ngừng đóng phim để dưỡng thai, chỉ thi thoảng chụp hình quảng cáo, tham gia sự kiện. Son Ye-jin và Hyun Bin tổ chức hôn lễ hồi tháng 3, sau đó sang Mỹ hưởng tuần trăng mật. Đôi nghệ sĩ công khai yêu nhau hồi tháng 1 năm 2021. Son Ye-jin từng viết trên trang cá nhân: "Cô biết ơn vì gặp được người đàn ông tốt, yêu thương cô chân thành." Ye-jin 40 tuổi, đóng phim 22 năm, lưu dấu ấn qua Hương mùa hè, Cổ điển, Tuyết tháng 4 và Em sẽ đến, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Hyun Bin bằng tuổi vợ, nổi tiếng qua Tôi là Kim Sam Sun, Thế giới họ đang sống, Khu vườn bí mật. Cả hai từng gây sốt khi đóng chung Hạ cánh nơi anh.